Dạ vâng, em xin được kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Vua Công Suất các bác nhé. Tiếp tục video trong ngày hôm nay thì em sẽ review bộ sản phẩm karaoke phân khúc cao cấp các bác nhé. Thì trước mặt các bác đây là một bộ dàn karaoke bao gồm là một bộ mic tip, một con vang X5 và một cục đẩy hãng là Uskin Focus. Mẫu đẩy này thì công suất của nó là 1200W một kênh các bác nhé, 1200W một kênh. Mẫu đẩy này thì nó chạy 36 sò Toshiba dạng 5 vỉ vạch. Và khối nguồn là nguồn 23 cm, cực kỳ nặng các bác nhé. Ấy thì cái bộ mic tip này là bộ mic vỉ tím, dạng côn của nó là côn K80, đúng không ạ? Côn hát rất là bay tiếng, xuống được dài tần 50, hát cực kỳ nhẹ các bác nhé. Bộ này thì bên cửa hàng em đang mức giá là 2.200.000 đồng cho cái bộ mic này nhé. Và con vang vang X5 chạy chip analog device 21375. Con này nếu mà các bác mua ở bên cửa hàng bên em thì bọn em sẽ set up sẵn cho các bác là ba chế độ, chế độ eco này, hát eco karaoke, chế độ revert, chế độ phòng họp và chế độ karaoke các bác nhé. Các bác mà lấy điều khiển thì bên em sẽ con này là dùng điều khiển ngoài các bác, thêm 100.000 đồng thì cửa hàng sẽ bao gồm là cả điều khiển cho các bác nhé, để chọn các chế độ này không cần phải dùng tay này. Thì ở phía trên là một đôi loa DMX 8012 bát neo tép neo bát 30, và bên cạnh của nó là đôi DMX bát thường tép neo các bác nhé. Sự kết hợp một đôi full 30 và một full 25, và cái bộ dàn này sẽ có giá lần lượt là loa, đôi loa DMX full bát 30 bát neo tép neo 8012 có giá là 15 triệu, và đôi loa DMX full 25 có giá là 7.500.000 đồng các bác nhé. Tép neo bát thường, hàng thì cực kỳ chất lượng các bác. Và bộ mic tip giá là 2.200.000 đồng. Vang X5 hai nguồn, dạng chạy chip analog device 21375. Con này thì là dòng vang quốc dân rồi, không cần phải giới thiệu quá nhiều đúng không các bác. Nếu các bác cần chi tiết hơn thì có thể là alo cho em Vô Công Suất để em sẽ đi chi tiết các bác nhé. Và con này công suất của nó sẽ là 1200W, mức giá tại cửa hàng là 4.500.000 đồng cho cái mẫu đẩy công suất này. Với cái mẫu đẩy công suất này thì em đang kết hợp đánh một đôi loa full 30 và một full 25 thì nó sẽ là dư công suất các bác nhé. Đánh thoải mái cho em, vì con này nó đánh hai đôi loa thì đang từ 8 ohm thì nó sẽ đánh hệ là 1200W một cây. Và khi các bác xuống trợ kháng 4 ohm thì con này nó sẽ lên là 1800W một kênh các bác nhé, 1800W một kênh thì nó sẽ đánh thoải mái cho em hai đôi 30 cơ. Nhưng mà ở chơi hệ gia đình thì thường là sẽ kết hợp một đôi 30 và một đôi 25, có thể là kết hợp thêm quả súp các bác nhé. Thì em sẽ đi chi tiết về cái sản phẩm mic dạng mic tip vỉ tím này cho các bác, và con vang, sau đó là cục đẩy các bác nhé. Rồi ok các bác nghe, em sẽ thử tiếng mic của cái dòng mic tip này. Lên một hai năm sáu bảy. Alo, 1 2 2. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Rồi ok các bác nhé, test thử cái chất âm của con vang X5 này. Để việc học đại học không trở thành gánh. Rồi ok các bác nhé. Thì cái bộ mic
Mic tiếp này là cái dạng mic mic vỉ tím, dòng của Bài Ơ đấy các bạn. Dòng mic mà cho ra chất âm, tiếng cực kỳ ấm, cực kỳ hay, cực kỳ định giọng các bác nhé. Dòng vang này thì là một trong những dòng vang gọi là vòng vang quốc dân, vang dòng X các bác nhé. Cực kỳ dễ chỉnh này, các bác cần phần mềm, nếu như có máy tính thì em sẽ gửi trực tiếp phần mềm về, cũng như là các cái thông số để các bác có thể set up tùy chỉnh theo cái diện tích phòng của nhà mình, đúng không ạ, và cái bộ dàn của nhà mình. Mức giá của mic là 2.200.000 đồng cho mẫu mic tip này các bác nhé. Các bác mua các cái sản phẩm bên em ngày hôm nay thì em sẽ tặng cho các bác một phiếu giảm giá, một phiếu mua hàng 200.000 đồng các bác nhé, 200.000 đồng. Nếu các bác không cần phiếu thì có thể là chiết khấu trực tiếp vào sản phẩm, bất kỳ sản phẩm nào nhé. Bộ mic tip 2.200.000 đồng này, con vang X5 có giá cũng 2.200.000 đồng, và con đẩy Uskin Focus này mỗi kênh công suất sẽ là 1.200W. Cần xem nội thất cũng như là đánh giá chi tiết thì alo cho em nhé, em sẽ đi chi tiết về cái mẫu đẩy này, cực kỳ chất lượng, 4.500.000 đồng cho mẫu đẩy này nhé. Các bác quan tâm đến mặt hàng nào chất lượng cao cũng như là cái phân khúc bình dân, giá rẻ hợp với túi tiền thì có thể là alo trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại của em là 0982 580 959, nhà em thì sẽ giao hàng toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thử hàng giúp em nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng và thử hàng giúp em này. Số điện thoại của nhà em đây. Sản phẩm bên em thì sẽ có chính sách là bảo hành 6 tháng tất cả các sản phẩm các bác nhé. Và các bác không cần bảo hành thì có thể là alo em để có giá tốt nhé. Rồi ok các bác nhé, em xin phép là dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở tất cả các video kế tiếp nhé.